Sau lời tuyên bố đầy thách thức của ông Biden rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan đến cùng, khiến cho căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển Đài Loan vốn đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm qua giờ lại còn nóng hơn gấp bội. Được lời như cởi tấm lòng, sau sự ủng hộ này, Đài Loan tuyên bố sẽ thể hiện quyết tâm tự vệ cao độ. Lập tức, Trung Quốc kịch liệt lên án phát ngôn sẽ bảo vệ Đài Loan của ông Biden. Trong khi đó, Đài Loan cho biết việc bàn giao hệ thống phòng thủ Harpoon sẽ được hoàn thành vào năm 2028, giúp củng cố năng lực quốc phòng của hòn đảo thêm một bậc. Tại Philippines, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống chất cấm. Tại châu Âu, EU xuống mắt vì động thái thách thức từ Ba Lan. Thủ tướng nói, tôi không nhượng bộ. Tại khu vực Caribe, Barbados có tổng thống đầu tiên thời kỳ thuộc địa chỉ còn là lịch sử. Israel nối lại diễn tập cường độ cao để không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ tìm giải pháp về thuế thép nhôm với Liên minh châu Âu. Tại Úc, bang Victoria sẽ bỏ quy định cách ly đối với du khách quốc tế từ tháng 11 năm 2021. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Kính chào quý vị, tôi là Việt Linh. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thông tin đầu tiên, ngay sau phát ngôn sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công của ông Biden. Văn phòng của nhà lãnh đạo hòn đảo này cho biết họ sẽ không nhượng bộ trước áp lực, cũng như không hấp tấp khi nhận được sự ủng hộ. Người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Xavier Chang tuyên bố Đài Loan sẽ thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền, đồng thời đón nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền ông Biden. Trước đó, ông Giang Jun, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã cáo buộc Mỹ có những hành động nguy hiểm, khiến tình hình ở eo biển Đài Loan đi vào tình hình càng ngày càng nguy hiểm hơn. Thông tin tiếp theo, hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ tránh gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới những người ủng hộ Đài Loan độc lập. Cụ thể, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc không bao giờ nhượng bộ nếu nó động chạm đến lợi ích cốt lõi của mình. Đồng thời nói thêm rằng nước ngoài không có quyền can thiệp vào các công việc nội bộ của nước này. Ông Uông lặp lại tuyên bố rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ của Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng lên án cái gọi là sự thông đồng giữa Washington và Đài Bắc thưa quý vị, mới đây người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết, việc bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Harpoon sẽ được hoàn thành vào năm 2028. Đây là hệ thống mà Đài Loan đặt mua của Mỹ từ năm 2020 với tổng giá trị lên đến hơn 2,3 tỷ đô la. Phát biểu với các phóng viên tại Viện Lập pháp vào hôm thứ Sáu 22 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan ông Khâu Quốc Chính cho biết việc mua sắm đủ các hệ thống phòng vệ, trong đó có hệ thống Harpoon, sẽ giúp hòn đảo tăng cường khả năng phòng thủ. Ông nói thêm rằng nếu Harpoon được đặt trên bờ biển thì sẽ có chức năng hỗ trợ cho các tên lửa khác, theo ông Khâu, Đài Loan sẽ dần dần được chuyển giao các hệ thống vũ khí với tất cả các tên lửa và thiết bị dự kiến sẽ được chuyển giao muộn nhất vào năm 2028. Hệ thống Harpoon do Boeing Defense, Space and Security sản xuất có tầm bắn từ 200 đến 300 km, mỗi phương tiện phóng có thể mang theo 4 tên lửa và có thể đánh trúng các mục tiêu trên biển, trên bờ biển và trên đất liền thông tin tiếp theo tại philippines vừa qua tổng thống rodrigo duterte đã tuyên bố trong một sự kiện do lực lượng đặc nhiệm chống nổi dậy của chính phủ tổ chức rằng à, ông sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về cuộc chiến chống chất cấm vốn bị cáo buộc là đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng tuy nhiên ông duterte cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không bao giờ bị tòa án quốc tế xét xử trong một sự kiện do lực lượng đặc nhiệm chống nổi dậy của chính phủ philippines tổ chức tổng thống rodrigo duterte tuyên bố nếu có bất kỳ người nào phải vào tù đó sẽ là tôi tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trách nhiệm mà ông duterte đề cập ở đây chính là cáo buộc giết người trong chiến dịch chống chất cấm mà chính ông khởi xướng philippines đã công bố một loạt các vụ việc ghi nhận hành vi bị cáo buộc lạm quyền của cảnh sát liên hiệp quốc đã gây áp lực để buộc philippines điều tra về các cáo buộc giết người trong những vụ hành quyết không qua xét xử liên quan đến cuộc chiến này Ông Duterte, người sắp mãn nhiệm vào năm sau, vẫn duy trì quan điểm cũ của mình và khẳng định nạn buôn bán chất cấm vẫn tràn lan tại Philippines, do đó các hành động quyết liệt của cảnh sát là cần thiết. Các nhà lãnh đạo EU vừa qua đã có dịp đứng ngồi không yên với những tuyên bố đầy tranh cãi từ phía Ba Lan và tuyên bố sẽ trừng phạt Warsaw mạnh mẽ vì vi phạm các nền tảng pháp lý của khối một số nhà lãnh đạo muốn Ba Lan phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nhất, bao gồm cả các hình phạt tài chính. Đáp lại sự trừng phạt, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố ông sẽ không cúi đầu trước hành vi tống tiền này. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo EU đang vô cùng tức giận với những tuyên bố đầy tranh cãi từ phía Ba Lan và tuyên bố sẽ trừng phạt Warsaw mạnh mẽ vì vi phạm các nền tảng pháp lý của khối. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Ba Lan từng đưa ra phán quyết rằng các yếu tố của luật EU không phù hợp với hiến chương của nước này liên minh châu âu coi đây là động thái thách thức nguyên lý trung tâm của hội nhập các nhà lãnh đạo của hà lan ireland và bỉ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với quyết định của tòa án ba lan và yêu cầu nước này phải tuân thủ luật của liên minh khi mà vẫn còn ở trong khối thế nhưng những động thái này chẳng thể xoay chuyển được thủ tướng ba lan khi ông lớn giọng cho rằng đất nước của ông tốt nhất châu âu và thật là nực cười khi cần phải có bất kỳ chế tài nào Ủy ban châu Âu hiện đã cấm qua so khai thác 36 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và các khoản vay mà họ yêu cầu từ các quỹ của EU để giúp nước này phục hồi sau cuộc khủng hoảng y tế. Trên hết, việc rạn nứt quan hệ này có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng cơ bản mới cho khối, vốn vẫn đang vật lộn với hậu quả của Brexit. Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ Ba Lan với tư cách thành viên của EU vẫn đạt 88%. Lịch sử của Barbados chính thức sang một trang mới vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, khi mà bà Sandra Mason đã nhận được 2 phần 3 số phiếu bầu của lưỡng viện để trở thành tổng thống đầu tiên của đất nước. Đây là một cột mốc quan trọng, không chỉ trên con đường trở thành nước Cộng hòa, mà còn đẩy lùi quá khứ thuộc địa của quốc đảo vùng Caribe. Vào ngày 20 tháng 10, bà Sandra Mason đã nhận được 2 phần 3 số phiếu bầu của lưỡng viện để trở thành tổng thống đầu tiên của Barbados. Bà từng giữ chức thống đốc hòn đảo từ năm 2018 và là người phụ nữ đầu tiên phục vụ tại tòa phúc thẩm Barbados. Vị tân tổng thống 72 tuổi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 11 tới, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm quốc khánh Barbados. Sau khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1966, quốc gia chỉ dưới 300.000 người này vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với chế độ quân chủ của nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên, nhận thức về toàn vẹn chủ quyền và một chính quyền của riêng người Barbados đã dần nâng cao trong nội bộ đất nước. Theo Thủ tướng Barbados Mia Motley, động thái này sẽ khiến quốc gia đang phát triển này trở thành một bên hợp pháp hơn trên diễn đàn chính trị toàn cầu và là một động thái thống nhất và mang tính dân tộc có lợi cho sự lãnh đạo hiện tại của họ ở quê nhà. Kính thưa quý vị, vừa qua, kênh 12 của Israel cho biết lệnh nối lại diễn tập không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran được tướng Avi Kohavi, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, đưa ra trong một cuộc họp gần đây sau 2 năm gián đoạn. Vào đầu tuần này, Israel đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 620 triệu đô la Mỹ trong khoản chi quốc phòng tài khoá 2022, mục đích là để thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz khẳng định khoản tiền này là cần thiết để đối phó với tham vọng hạt nhân của Iran. Quân đội nước này trong từng cảnh báo, Iran đang ngày một tiến bộ hơn về chương trình hạt nhân. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lực lượng phòng vệ Israel phải tức tốc thực hiện kế hoạch ngân sách để ứng phó. Vào thứ Năm vừa qua, thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas được vinh danh vì đã phục vụ tại tòa án tối cao Mỹ 30 năm. Nhân sự kiện này, vị thẩm phán đã có dịp trải lòng với những người ủng hộ mình về những bài học cuộc sống, sự nhút nhát của mình và một số cảm nhận sâu sắc về trung tâm Kennedy. Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Clarence Thomas mới đây cho biết khi ông già đi, quan điểm về cuộc sống đã thay đổi. 30 năm vừa qua khiến tôi phải nhìn lại và suy ngẫm nhiều hơn về lòng biết ơn. Thay vì những thành tựu, đó là lòng biết ơn đối với cựu Tổng thống Bush, người đã hết lòng bổ nhiệm và tin tưởng tôi. Đó là lòng biết ơn với người bạn của tôi, Thượng nghị sĩ Jack Danforth, một người cố vấn người cha đầy hiên ngang. Đó là lòng biết ơn đối với tất cả 52 nghị sĩ đã bỏ phiếu bầu cho tôi. Tôi đã luôn là một người hướng nội hoàn toàn và ban đầu cảm thấy rất áp lực khi được giao trọng trách, song tôi vẫn biết ơn sâu sắc vì mọi người đã tin tưởng vị thẩm phán tối cao 73 tuổi cũng chia sẻ về tình bạn của mình với cựu thẩm phán Antonin Scalia và niềm đam mê chung với âm nhạc cổ điển. Ông cho biết Scalia đã cố gắng thuyết phục mình tham gia cùng mình tại trung tâm Kennedy, nhưng ông đã từ chối vì không thích những người thích nhạc cổ điển. Ông Thomas tham gia tòa án tối cao vào năm 1991, tính đến nay ông là thẩm phán phục vụ lâu nhất hiện nay trong tư pháp của Mỹ. Ông nổi lên như một nhân vật có 102 trên tòa án, hiếm khi phát biểu trong các cuộc tranh luận thành lời và có một đường lối bảo thủ của riêng mình đối với pháp luật. Thông tin tiếp theo, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ Catherine Tai vừa qua cho biết bà lạc quan về việc tìm ra giải pháp với Liên minh châu Âu về vấn đề thuế thép và nhôm, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có những nỗ lực chung xuyên đại Tây Dương để chống lại tình trạng dư thừa các vật liệu này trên thị trường toàn cầu. Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm đến từ Liên minh châu Âu, cùng với các nền kinh tế khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Thụy Sĩ. Ủy ban châu Âu đã đồng ý tạm dừng việc tăng thuế trả đổi theo kế hoạch cho đến ngày 1 tháng 12 và khởi động các cuộc đàm phán chính thức về giải quyết tình trạng dư thừa vật liệu toàn cầu chủ yếu tập trung ở thị trường Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vadis brokis hết sức căng thẳng song bà tin rằng kết quả đạt được rất khả quan ngoài ra thì bà tai cũng đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của hiệp hội thép châu âu hay Eurofer vào thứ Năm và cho biết nhóm công nghiệp này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà môi giới đạt được một thỏa thuận. Bà cho biết đề xuất của Hoa Kỳ sẽ đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của ngành công nghiệp thép và nhôm của Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời củng cố mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Một nguồn tin của Crater vào tuần trước cho biết rằng một thỏa thuận có khả năng sẽ thay thế thuế quan mục 232 bằng một thỏa thuận cho phép nhập khẩu miễn thuế đối với một hàng ngạch cụ thể đối với thép của EU. Bất kỳ khối lượng nào vượt quá hạn ngạch này sẽ chịu thuế. Hiện nay, cả EU lẫn Mỹ vẫn chưa đạt được sự thống nhất về hạn ngạch này. Kính thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nền kinh tế nước này đã phát triển trở lại do độ phủ vaccine tăng lên nhanh chóng. Ông cũng kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm quốc nội trong dịp lễ hội sắp tới, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với dịch Covid-19 và yêu cầu đeo khẩu trang khi tham gia các lễ hội. Được biết, đến nay Ấn Độ đã tiêm được 1 tỷ liều vắc xin, 3 tư trong số 944 triệu người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 liều và 31% hoàn thành tiêm chủng. Kính thưa quý vị, một cuộc thăm dò mới đây của Reuters cho thấy, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể sẽ chậm lại một chút trong quý 3. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội chỉ ghi nhận mức tăng trưởng 4,2%, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chuyên gia kinh tế Chun Kyu-yon, kể cả xuất khẩu trong nước và đầu tư cơ sở vật chất cũng không thể bù đắp cho nhu cầu nội địa đã giảm mạnh vì sự lây lan trở lại của biến thể Delta. Theo Kreiter, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể sẽ chậm lại một chút trong quý 3. Theo chuyên gia kinh tế Chun Kyo yong dù xuất khẩu trong nước và đầu tư cơ sở vật chất có tăng, thì cũng không thể bù đắp được tổn thất này. Tuy nhiên, ông Chun cũng lạc quan cho rằng tiêu dùng trong nước sẽ cải thiện một khi chính phủ áp dụng các chính sách hỗ trợ và Hàn Quốc tiến vào giai đoạn sống chung với dịch Covid-19. Dù vậy, nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mất đà vào năm tới, trong bối cảnh các biện pháp kích thích liên quan đến đại dịch đang suy yếu và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của nước này. Trước đó, trong một khảo sát độc lập khác của Crater, kinh tế Hàn Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng 4% vào năm 2021, sau đó giảm xuống 3% vào năm 2022 và 2,6% vào năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu của nước này vào tháng 10 tăng mạnh 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu này sẽ được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ trước khi dự kiến tăng lãi suất lên 1,0% trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 25 tháng 11. Vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, bang Victoria của Úc đã thông báo rằng lệnh cách ly bắt buộc đối với du khách nước ngoài sẽ được dỡ bỏ từ đầu tháng 11. Nếu người đó đã được tiêm chủng đầy đủ, thông báo này được đưa ra sau khi thủ phủ của bang là thành phố Melbourne vừa được dỡ bỏ các hạn chế chống dịch. Đây là khu vực bị phong tỏa lâu nhất trên thế giới. Bang Victoria của Úc đã thông báo vào thứ Sáu 22 tháng 10 rằng lệnh cách ly sẽ được bãi bỏ đối với du khách quốc tế kể từ tháng 11, khi thủ phủ của bang thành phố Melbourne vừa được tự do sau đợt khóa cửa lâu nhất thế giới. Từ ngày 1 tháng 11, những du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ đến các thành phố Sydney và Melbourne sẽ không cần phải kiểm dịch. Các thành phố khác cũng đưa ra các kế hoạch tương tự nhờ chiến dịch tiêm chủng đang ngày càng được đẩy mạnh. Thủ hiến Victoria Daniel Ancrew đã gửi cảm ơn cư dân vì tỷ lệ tiêm chủng cao và nói rằng đã đến lúc bắt đầu sống chung với Covid-19. Theo các quy tắc mới, các nhà hàng và quán cà phê có thể mở cửa trở lại với công suất tối đa là 20 người trong nhà và 50 người ngoài trời. Tất cả đều phải được tiêm phòng và việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn sẽ là điều bắt buộc thưa quý vị một trong những điểm thu hút nhất khách du lịch ở London nước Anh bảo tàng sáp Madame Tussauds mới đây đã khánh thành địa điểm mới ở Dubai UAE 250 tác phẩm điêu khắc bằng sáp được trưng bày tại đây đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm sau khi mở rộng tại Mỹ Châu Âu và Châu Á Madame Tussauds đã đến với thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với 60 tác phẩm tự sáp của các ngôi sao trên thế giới như siêu sao bóng đá Lionel Messi nữ ca sĩ nhạc pop Rihanna. Chúng tôi trưng bày 16 tự sát chỉ có ở Bảo tàng Madame Tussauds, Dubai. Đó là các nhân vật nổi tiếng tại khu vực vùng vịnh, gồm ngôi sao nhạc pop người Lebanon Nancy Aram, Pakistan Fred, cùng nhiều cái tên nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính quyền thành phố hy vọng bảo tàng sẽ là địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là vào thời điểm triển lãm Thế giới Expo 2020 đang được diễn ra. Duran Duran, một nhóm nhạc pop rock của Anh mới đây, đã phát hành album thứ 15 mang tên Future Past. Album mới được ra mắt vào thời điểm Duran Duran, kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên phát hành album nhóm. Một trong số bài nằm trong album Future Past mới được nhóm nhạc Duran Duran phát hành là bài hát Anniversary. Đây là bài hát đánh dấu cuộc mốc 40 năm họ ra mắt album đầu tiên cùng tên nhóm vào năm 1981. Bài hát không những thể hiện sự ăn mừng mà còn tái hiện lại khoảng thời gian mà chúng tôi đã bên nhau. Đó là một khoảng thời gian dài. Được thành lập bởi tay guitar Sean Taylor và nhạc công Keyboard Nistro vào năm 1978, nhóm nhạc Duran Duran được nhiều người biết đến với những bản hit như Girl on Film hay Rio. Họ đã bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới và giành được hai giải Grammy. Đã hơn 40 năm trải qua, Duran Duran vẫn phát triển mạnh mẽ và đứng vững trên thành công mà nhóm đã đạt được. Thưa quý vị, là nơi trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm của nghệ sĩ người Na Uy, Edward Munch, lớn nhất thế giới. Bảo tàng Munch tại Oslo, thủ đô của Na Uy đã bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày hôm qua, ngày 22 tháng 10. Bảo tàng Munch sở hữu hơn 26.700 tác phẩm, kể về câu chuyện cuộc đời cũng như ảnh hưởng sâu sắc của người nghệ sĩ tài ba đối với nền nghệ thuật hiện đại và các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối. Bảo tàng độc quyền lớn nhất thế giới này cao 13 tầng, với 11 phòng trưng bày trong không gian rộng 4.500m2. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các cuộc triển lãm lớn dành cho các nghệ sĩ Na Uy và quốc tế, như một cách tri ân Ivat Munch, với những đóng góp to lớn của ông trên hành trình sáng tạo nghệ thuật. Bảo tàng Munch được mở cửa từ sáng đến tối, ngoài giúp du khách có cái nhìn tổng quan về những ngọn núi và vịnh hẹp Oslo. Công trình còn giúp du khách trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử thành phố, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị và nghệ thuật của Edvard Munch. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, bộ truyện tranh nổi tiếng Asterix của Pháp đã phát hành ấn bản mới mang tên Asterix and the Griffin. Asterix and Griffin, ấn phẩm thứ 39 của loạt truyện tranh Asterix đã được bày bán trên toàn thế giới với hơn 20 ngôn ngữ vào hôm 21 tháng 10 vừa qua tại chuỗi cửa hàng bán lẻ sách Fnac của Pháp, các linh vật hóa trang thành hai nhân vật chính của bộ truyện những người chống lại kẻ chiếm đóng là mã Fnac cho biết loạt truyện tranh thiếu nhi Astrid chiếm một phần đáng kể trong doanh thu bán truyện tranh của họ. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hoặc đến cửa hàng để mua. Astrid là loạt truyện tranh thiếu nhi do nhóm tác giả Rene Goscinny và Albert Uderzo khởi xướng từ năm 1959 tới nay. Thưa quý vị, một thông tin rất thú vị. Một sở thú ở Bắc Macedonia mới đây không thể giấu được niềm vui khi chào đón một cá thể con mới được sinh ra của khỉ Mamoset, loài thuộc bộ linh trưởng có kích thước tí hon chỉ 12cm ở cả thể trưởng thành. Ba tuần trước, một con khỉ Mamoset con chỉ bằng ngón tay cái của người đàn ông đã được sinh ra bởi cặp Mamoset của vườn thú thủ đô Sokohe thuộc Bắc Macedonia, được bảo vệ kỹ càng bởi ba mẹ Cá thể con của loài khỉ Mamoset rất hiếm khi xuất hiện trước máy ảnh của con người. Do đó, vườn thú chưa thể xác định được giới tính của nó. Những nhân viên vườn thú đang suy xét những cái tên như ngón cái hay ruồi để đặt cho cá thể con của loại khỉ mini này. Khỉ Mamoset được biết là loại linh trưởng nhỏ nhất thế giới. Cơ thể của một cá thể Mamoset trưởng thành dài trung bình khoảng 12cm và trọng lượng dưới 170g. Chúng thường được tìm thấy trong môi trường tự nhiên ở các khu rừng nhiệt đới của Bolivia. Brazil, Colombia, Ecuador và Peru và từng bầy nhỏ gồm 5 đến 6 con. Một vườn thú ở Mexico mới đây đã giới thiệu với công chúng một cá thể mới sinh của loài ngựa vằn Grevy. Đây là loài bị đe dọa nhiều nhất trong ba loài ngựa vằn. Sinh ra bởi con đực Poncho và con cái Estrella vào 10 ngày trước, cá thể mới sinh của loài ngựa vằn Grevy có trọng lượng từ 10 đến 15 kg và cao khoảng 50 cm. Đây là con ngựa vằn Gravy mới nhất tại vườn thú Sempan, nằm ở Gracia, một đô thị ở bang Nuevo Leon, Bắc Mexico. Hiện chúng tôi là vườn thú duy nhất có loài ngựa Gravy, chúng là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tại đây, chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo tồn, tái tạo giống loài. Hy vọng rằng chúng tôi có thể nhân rộng ngựa vằn Gravy ở một số vườn thú khác trong tương lai. Bao gồm cả thể mới sinh, vườn thú Sempan có tổng cộng 12 con ngựa vằn Gravy sống trong khuôn viên của mình. Có nguồn gốc từ châu Phi, ngựa vằn Gravy đang là loài bị đe dọa nhất trong số 3 loại ngựa vằn. Chúng có cổ dài với chiếc bờm nổi bật, cùng đôi tay lớn. Ước tính hiện có ít hơn 2.500 cá thể ngựa Grevy còn lại trong tự nhiên. Số lượng của chúng ngày càng giảm dần do môi trường sống bị phá hủy và nạn săn bắn trái phép. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học mới đây đã quyết định đưa một trong hai con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng của thế giới ra khỏi chương trình nhân giống nhằm cứu loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, các nhà khoa học thuộc nhóm BioRescue đến từ Viện Nghiên cứu Động vật Hoang dã Vườn thú Leibniz ở Đức đã thông tin với truyền thông về quyết định cho cá thể tê giác trắng mẹ có tên Nadine, 32 tuổi, nghỉ hưu. Không hiến chứng nữa, quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc đến vấn đề đạo đức và các dấu hiệu bệnh tật cũng như tuổi tác của Nazin. Trọng trách duy trì nòi giống sau khi Nazin nghỉ hưu được trao lại cho Fatu, con của Nazin. Cá thể duy nhất còn lại có thể hiến chứng trong chương trình kế phố nhân tạo vào một loài tê giác khác ở Kenya. Mục đích của việc làm này đó là cứu loại động vật có vú trên khỏi nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới. Tê giác trắng phương Bắc thực ra có màu xám, từng được thả rông tại một số quốc gia ở Đông và Trung Phi. Nhưng do nạn săn bắn buôn bán sừng tê giác, số lượng cá thể ngày càng giảm mạnh, đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải can thiệp để giữ lại sự sinh tồn của loại động vật quý hiếm nói trên. Đại diện nhóm BioRescue đã chia sẻ với truyền thông rằng, chúng tôi đã rất thành công với pha tu, cho đến nay chúng tôi đã có 12 phôi tê giác trắng phương Bắc thuần chủng. Chúng tôi rất lạc quan rằng dự án sẽ thành công. Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể chào đón con tê giác trắng phương Bắc đầu tiên trong vòng 3 năm nữa và một quần thể rộng lớn hơn trong hai thập kỷ tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!